Anh ăn lời mất làm cái bài kiểm tra trắc nghiệm đó, thì chỗ cái trình duyệt web chúng ta gõ chữ ăn lời mất vô ha, rồi chọn chấm agu chấm edu chấm vn và bấm enter. Thì lúc này vào cái hệ thống quản lý học tập ăn lời mất á, thì mình sẽ bấm đăng nhập. Các em lưu ý là bấm đăng nhập bằng mail của trường nha, bằng gmail của trường Đại học An Giang. Bấm vô thì có thể trong máy tính của em nó có nhiều cái tài khoản gmail email đó, thì mình sẽ chọn cái mail của trường nha, bấm vô. Thì sau khi đăng nhập vào cái hệ thống LMS rồi thì em bấm vào chữ khóa học, chỗ ô tìm kiếm môn học đó em bấm môn toán kinh tế và bấm cái nút tìm kiếm. Sau đó là mình sẽ chọn vô cái môn toán kinh tế 2024 2025 ha. Thì chỗ cái môn học toán kinh tế này, chỗ chương 1 á, chỗ mà chặn định thức đó em kéo xuống phía dưới nó có cái phần kiểm tra chương 1, em bấm vô. Thì ở đây là thầy nó chưa tới giờ làm bài, thầy bấm vô cho các em xem thử bài trắc nghiệm nha. Thì khi mà bắt đầu làm bài thì nó sẽ tính giờ, bài này là nó 50 phút. Thì khi mà em lên cái giao diện của làm bài đó thì nó sẽ hiện từng câu hỏi rồi cho các em. À, ví dụ như đây là cái câu hỏi số 1 nè. Đó. Thì ví dụ như em biết cái đáp án đúng thì em bấm chọn vô và em bấm trang tiếp. Thì lúc này á, cái câu mà nó thể hiện thế này có nghĩa là em đã trả lời rồi nè. Ví dụ như em sợ là cái câu đó mình làm sai đó thì mình có thể đảo lại, mình coi lại. À, bây giờ mình đang làm câu 2. À, câu 2 như thế này. Đó. Thì trong mô hình input output nó cho ma trận hệ số kỹ thuật và ma trận cầu cuối, yêu cầu tìm ma trận hệ số chi phí toàn bộ. Thì cái này em phải bấm máy ra. À, ví dụ như thầy không bấm máy gì hết thì chọn thí. Thì có khả năng nó đúng, có khả năng nó sai ha. Thì ở đây em có thể bấm trang tiếp hoặc là em có thể chuyển câu bằng cách bấm trực tiếp vô đây đó. Thì sau khi em bấm hết rồi thì em sẽ bấm nộp bài ha. Ví dụ như thầy bấm ngẫu nhiên cho nó hết luôn. Rồi, chưa bấm ngẫu nhiên thôi chứ chưa biết đúng sai nha. Tới câu 5. Cái này là về định thức của ma trận, có câu hỏi về định thức của ma trận. Tôi chọn ngẫu nhiên coi là nó được mấy điểm. Rồi, tới câu 14. Này thì tôi chọn ngẫu nhiên, chưa tính toán gì cả. Thì cái em làm thì cũng về mình cũng phải coi nó kỹ ha. Thì đây nó cho hệ số trực tiếp nè, trực tiếp tức là ma trận hệ số kỹ thuật đó, yêu cầu tìm ma trận hệ số chi phí toàn bộ. Đấy, cái câu 19 nè, câu 19 là nó cho ma trận và cho ma trận kêu tìm phần bù đại số. Rồi kết thúc làm bài. Khi bấm kết thúc làm bài á thì mình sẽ kéo xuống dưới, mình mở bài và kết thúc ha. Rồi là bài kết thúc. Xong xong rồi nó sẽ thông báo điểm cho chúng ta luôn. Đấy. Thì cái này điểm đạt được 1,5 điểm. Đó.
rồi có nhiều câu mình xài.